Chào mừng quý vị quay trở lại với phần cuối cùng của tạp chí Ngân hàng kỳ này trên kênh truyền hình FVNC. Kính thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương của Nga vừa công bố trong 3 tháng đầu năm nay 2014 thì đã có 64 tỷ đô la Mỹ dòng vốn chảy khỏi nước này, gần bằng tổng dòng vốn ngoại lưu trong cả năm 2013 và ước tính thì tương đương 12% GDP của nước này. Ngân hàng Thế giới cảnh báo tổng dòng vốn Nga mất đi trong năm nay có thể lên tới 150 tỷ đô la Mỹ nếu căng thẳng tệ hơn. Kể từ năm 2008 đã có gần 500 tỷ đô la Mỹ chảy khỏi nước này. Trong khi đó, dòng vốn đầu tư vào nước này bị hạn chế. Lượng tài sản của các tài phiệt Nga đang trú ẩn tại một số nước như đảo Sip hay là Virgin Island của Anh thì bị đóng băng. Lạm phát tăng nhanh, Ngân hàng Trung ương Nga buộc phải tăng lãi suất để kiềm hãm đà trượt giá đồng rúp. Chuyên gia của Goldman Sachs nhận định tình trạng này là gót chân asin của nền kinh tế Nga. Hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nga dự báo tăng trưởng GDP trong năm có khả năng chỉ vào khoảng 0,5%, giảm so với mức 1,3% của năm ngoái. Chỉ riêng trong tháng 3, lạm phát lên tới 7%. Với trữ lượng vàng và ngoại hối dồi dào, Ngân hàng Trung ương Nga vẫn còn đủ sức để chống đỡ giá trị đồng rúp. Nhưng giới chuyên gia nhận định, nếu căng thẳng leo thang thì nền kinh tế Nga sẽ lung lay. Ukraine rất có thể sẽ nhận được gói cứu trợ 14 đến 18 tỷ đô la từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Và mới đây thì Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ đóng góp vào quỹ này. Tuy nhiên Trung Quốc bày tỏ lo ngại rằng khả năng huy động vốn cứu trợ cho Ukraine của IMF sẽ bị hạn chế nếu Quốc hội Mỹ không sớm thông qua các biện pháp cải cách đã bị trì hoãn từ năm 2010 đến nay. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, bà Christine Lagarde cho biết, gói dự án cứu trợ hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ hội đồng. Chương trình cho Ukraine hay nói đúng hơn là một dự án dành cho Ukraine bởi nó sẽ chính thức trở thành một chương trình khi được hội đồng thông qua. Hiện dự án này đang được đàm phán và nhận được nhiều ý kiến tích cực và nhiều sự ủng hộ từ hội đồng IMF. Mới đây, Phó Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc ông Zhu Guangyao cho biết Trung Quốc ủng hộ việc IMF giải cứu cho Ukraine, hay nói cách khác Trung Quốc sẽ hỗ trợ Ukraine thông qua IMF. Đây là vấn đề chính trị và chúng tôi hy vọng những nguy cơ chính trị này không gây ra cơn địa chấn cho nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là châu Âu và kinh tế châu Âu. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi rất lo ngại trước những mối nguy tại châu Âu. Một bên là áp lực về nguy cơ giảm phát, một bên là áp lực từ các bất ổn chính trị. Chúng tôi vẫn rất tin tưởng châu Âu và Eurozone cho tới khi IMF công bố dự báo kinh tế của mình. Theo đó, tăng trưởng Eurozone chỉ có 1-1,2%, trong khi rủi ro thì vẫn còn đó. Điều này rất nguy hiểm, đe dọa đến kinh tế châu Âu và chúng tôi hoàn toàn không muốn như vậy. Đó là lý do tại sao chúng tôi ủng hộ bất kỳ động thái nào giúp giảm căng thẳng, ổn định kinh tế châu Âu và dĩ nhiên phải kể tới Ukraine, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chương trình của IMF. Ông Zhu không cho biết cụ thể Trung Quốc sẽ đóng góp bao nhiêu cho chương trình giải cứu Ukraine của IMF, mà chỉ khẳng định chắc chắn sẽ có gói hỗ trợ tài chính. Ông cũng bày tỏ lo ngại về khả năng huy động nguồn tài chính của tổ chức này, bởi hiện tại số tiền Mỹ đóng góp cho dự án hỗ trợ Ukraine đang bị hoãn lại, do Quốc hội Mỹ chưa thông qua gói cải cách của IMF vốn đã bị trì hoãn rất lâu rồi. Ủng hộ nghĩa là sẽ có đóng góp tài chính bởi Trung Quốc là một thành viên của IMF. Cũng chính vì vậy, chúng tôi thực sự hy vọng khả năng hỗ trợ tài chính của IMF sẽ vững mạnh trước những tác động tiêu cực. Chúng tôi cũng mong rằng Quốc hội Mỹ sẽ sớm thông qua chương trình cải cách từ năm 2010 của IMF để đảm bảo khả năng huy động vốn cũng như danh tiếng của tổ chức này. Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Tiền tệ và Tài chính của IMF cũng đã lên tiếng kêu gọi Mỹ sớm giải quyết vấn đề đã dậm chân tại chỗ hơn 2 năm. Vì một số lý do mà gói cải cách năm 2010 chưa được hoàn thành và gần như đã quá trễ để thay đổi, cách tốt nhất để tránh được những diễn biến không hay là thông qua gói cải cách năm 2010. Và tôi nghĩ Quốc hội Mỹ cũng đồng quan điểm đó. Chúng tôi tin rằng mọi thứ sẽ sớm được hoàn thành tốt. Nếu suôn sẻ, Ukraine sẽ nhận được gói cứu trợ 14-18 tỷ đô la Mỹ từ IMF và đây sẽ là chiếc phao cứu sinh cho Ukraine, đất nước có nền kinh tế yếu kém sau 4 năm dưới trướng Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych. Điều kiện IMF đưa ra là Ukraine phải ban hành chính sách cải tổ và tiến hành thắt lưng buộc bụng. Có như vậy, kinh tế nước này mới có cơ may quay trở lại đúng đường và tránh khỏi bờ vực vỡ nợ. Trước đó, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật lệ mới nhằm chấm dứt tình trạng tham nhũng, tăng tính minh bạch cho chính phủ. Kèm theo đó là các chính sách như là thả nổi tỷ giá tiền tệ, tăng giá ga. Những động thái này không nằm ngoài mục đích giúp quốc gia này có được gói cứu trợ nói trên. Tập đoàn bán lẻ Anh Marks & Spencer đã công bố lợi nhuận quý 3 đạt mức tốt nhất trong vòng 3 năm. Điều này cho thấy kế hoạch xoay vòng vốn của hãng này đã có tiến triển. Kết quả kinh doanh của Marks & Spencer đã phản ánh sự hồi phục của kinh tế Anh, do đó tạo một áp lực tăng lãi suất đối với ngân hàng trung ương nước này.
Marks & Spencer là nơi chốn mà nhiều thế hệ người tiêu dùng Anh thường lui tới. Nhưng những năm gần đây, Marks & Spencer đang phải vật lộn với tình trạng thiếu vốn đầu tư và buộc phải tái cơ cấu. Nhưng mọi chuyện đang dần tốt lên. Kết quả quý vừa rồi cho thấy doanh số bán quần áo của hãng đã tăng lên 0,6%, mức tốt nhất trong 3 năm trở lại đây. Doanh số thực phẩm cũng tăng 0,1% và đáng lẽ đã có thể tăng cao hơn nếu như có lễ phục sinh trong tháng 3. Ngoài việc giá bất động sản tăng, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cũng là một dấu hiệu cho thấy kinh tế Anh đã lấy lại đà tăng trưởng của mình. Điều đó cũng đồng nghĩa Ngân hàng Trung ương Anh nên bắt đầu nghĩ tới chuyện tăng lãi suất. Tôi tin là Ngân hàng Trung ương nên xem xét tình hình đang diễn ra của nền kinh tế, rồi quyết định có nên tăng lãi suất hay không. Tôi nghĩ là ban lãnh đạo ngân hàng đang chờ đợi lời tuyên bố của IMF rằng Anh là nước có tốc độ phát triển nhanh nhất G7. Giá nhà ở Anh đã đạt mốc cao nhất trong vòng 6 năm theo một khảo sát gần đây. Đây là tin tốt cho chủ các hãng bất động sản nhưng lại là tin không mấy vui cho Ngân hàng Trung ương Anh. Giá tăng cao có thể dẫn tới đầu cơ và Ngân hàng Trung ương Anh thay vì tăng lãi suất thì có lẽ sẽ phải giảm cho vay mua nhà. Nhưng dù lãi suất có tăng đi nữa thì đó không phải là chuyện sẽ sớm xảy ra. Trong buổi họp mới diễn ra gần đây, Ngân hàng Trung ương Anh cho biết vẫn tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Kính thưa quý vị, lợi nhuận trong giao dịch cố định và các khoản vay thế chấp của hệ thống ngân hàng JP Morgan Chase trong quý đầu năm 2014 đang sụt giảm, khiến cho các nhà đầu tư khá lo ngại. Báo cáo quý 1 2014 có thể sẽ mang đến một sự thật xấu xí cho hệ thống ngân hàng này, đó là lợi nhuận ròng sụt giảm do giao dịch trầm lắng. Trong đó, thu nhập từ những nguồn thu cố định, một trong những thế mạnh của ngân hàng trước đây giảm mạnh. Cùng với tình hình chung của ngành ngân hàng, các khoản vay thế chấp cũng chậm lại do các chủ nhà chấm dứt tái đầu tư. Khoản vay mới giảm 68% và lợi nhuận từ cầm cố còn giảm mạnh hơn. Những vấn đề này đang khiến ngân hàng JP Morgan Chase phải cắt giảm chi tiêu, một điều khiến các nhà đầu tư e ngại giữa lúc ngân hàng đang phải đối mặt với các vụ kiện tụng và điều tra. Mặc dù kết quả không khả quan, CEO Jamie Dimon vẫn tỏ ra lạc quan. Chúng tôi đang vững tin vào nền kinh tế, người tiêu dùng, các tập đoàn, thị trường trung cấp đều đang tăng trưởng mạnh và thị trường địa ốc cũng thu hút sự quan tâm trở lại của giới đầu tư. Mỗi tuần một con số một lần nữa trong tạp chí ngân hàng tuần này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 168,8 tỷ đô la. Đây là các khoản vay mới bằng đồng nhân dân tệ tại các tổ chức tín dụng Trung Quốc trong tháng 3 vừa qua. Con số này đã tăng gần 40% so với con số 104 tỷ đô la vào tháng 2. Điều này cho thấy xu thế vay vốn tại Trung Quốc đang trên đà gia tăng, mặc cho tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đi theo chiều giảm tốc. Các chuyên gia phân tích nhận định chính phủ Trung Quốc có thể sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong quý 2 này nhằm kích thích đà tăng trưởng kinh tế. Tính từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã xảy ra một số trường hợp vỡ nợ với ngay cả các khoản vay bảo đảm, trong đó bao gồm trái phiếu doanh nghiệp. Đây được xem như một hồi chuông cảnh báo đối với tình trạng của hệ thống tài chính nước này. Nhiều nhà lập pháp Trung Quốc cũng đã lên tiếng về việc cần sớm có cơ chế kiểm soát loại hình cho vay bảo đảm để hạn chế rủi ro xảy ra. Trong những tháng tới, thì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc dự kiến sẽ vận hành thị trường mở nhằm tăng thanh khoản cho thị trường nội địa.
Và kính thưa quý vị, chuyên mục Con số mỗi tuần vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Ngân hàng kỳ này trên kênh truyền hình FVNC. Phi Yến xin được chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hy vọng là chương trình đã mang lại cho quý vị những thông tin bổ ích. Và đến đây thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tạp chí kỳ sau.